Thì chào tất cả các em, thầy là Phạm Quốc Vượng, giáo viên dạy luyện thi môn toán tại Hà Nội và giáo viên dạy online trên website tuyển sinh247.com. Hôm nay thì hướng dẫn các em giải đề thi tốt nghiệp năm 2014. Bây giờ thì cho mình cùng vào câu thứ nhất trong đề thi. Câu thứ nhất thuộc lĩnh vực hàm số 3 điểm. Cho hàm số y bằng trừ 2x cộng 3 chia cho x trừ 1. Ý thứ nhất, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số C của hàm số đã cho. Ý số 2, viết phương trình tiếp tuyến của C tại giao điểm của C và đường thẳng y bằng x trừ 3. Bây giờ, thầy cho mình cùng tiến hành giải ý thứ nhất. Với ý thứ nhất, chúng ta cần làm 3 bước chính. Đó là gì? Tìm tập xác định sự biến thiên và vẽ. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau. Điểm quan sát. Dạ. Thứ nhất, tập xác định D bằng R, bỏ đi phần tử mẫu bằng 0 là bằng 1. Được chưa? Bước số 2, sự biến thiên. Trong bước số 2 thì cho mình cần tiến hành các bước sau. Thứ nhất, giới hạn và tiệm cận. Các em tính cho thầy các giới hạn sau. Giới hạn thứ nhất, limit khi x tiến tới cộng trừ vô cùng. Thầy hướng dẫn các em cách tính nhanh giới hạn này như sau. Các em chỉ cần lấy hệ số gắn với x ở trên từ chia cho hệ số gắn với x ở dưới mẫu. Kết quả bằng trừ 2. Từ đây thầy suy ra y bằng trừ 2 là tiệm cận ngang. Được chưa? Tiếp theo các em tính cho thầy hai giới hạn. Limit khi x tiến tới 1 trừ. Limit khi x tiến tới 1 cộng. Hai giới hạn này các em để đây, tí thầy cho mình cùng tính. Các em suy ra x bằng 1 là tiệm cận đứng. Vậy là thầy đã hoàn thành xong bước thứ nhất trong bước khảo sát sự biến thiên. Thì thầy có là gì? Giới hạn và tiệm cận. Tiếp theo là gì? Bảng biến thiên. Để lập được bảng biến thiên, thầy cho mình cùng đi tính đạo hàm. Thầy có y phải bằng. Các em tính đạo hàm nhanh như sau. Các em quan sát. Các em chỉ cần lấy đường chéo thứ nhất trừ đi đường chéo thứ hai là được kết quả của từ, chia cho mẫu bình phương. Nghĩa là thầy có trừ 2 nhân với trừ 1 trừ đi 1 nhân với 3. Kết quả bằng trừ 1 chia cho mẫu x trừ 1 tất cả bình. Sau khi tính được đạo hàm rồi thì thầy thấy rằng gì? Đạo hàm luôn nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc D. Các em chú ý là chúng ta viết rằng với mọi x thuộc D chứ không được viết là với mọi x thuộc R. Bởi cái miền xác định của chúng ta là gì? R bỏ đi cái phần tử là 1. Được chưa? Và từ đây thầy khẳng định hàm số luôn nghịch biến trên D. Nghịch biến trên D. Thầy có bảng biến thiên như sau. Bảng biến thiên. Các em kể cho thầy 3 dòng. X, y phải, y. Dòng x là gì? Trừ vô cùng đến dương vô cùng. Và có điểm bỏ đi ở đây là bằng 1. Các em có y phẩy là luôn nhỏ hơn 0. Vậy thầy có nhỏ hơn 0. Đến đây thầy có đi xuống. Các em tính được giới hạn khi x tiến tới cộng trừ vô cùng thì y luôn bằng trừ 2. Trừ 2. Được chưa? À, vậy thì thầy có được cách này kết quả bằng trừ vô cùng.
Cái này là dương vô cùng, đúng chưa? À vậy thì các em nhìn này, nhỏ hơn một chút xíu, người ta gọi là một trừ lớn hơn một chút xíu gọi là một cộng, được chưa? Bây giờ các em quay lại điền lại hai giới hạn cho thầy. Các em chú ý này, x tiến tới một trừ thì y tiến tới âm vô cùng, vậy ta điền vào đây là âm vô cùng, được chưa? X tiến tới một cộng thì y tiến tới dương vô cùng, phải điền ở đây dương vô cùng. Như vậy là thầy đã hoàn thành xong được bảng biến thiên. Bước tiếp theo là gì? Vẽ. Để vẽ được đồ thị hàm số bậc nhất trên bậc nhất thì thầy trò mình dựa vào tiệm cận và lấy một số điểm đặc biệt. Thầy lấy một số điểm đặc biệt như sau: x, y. Thầy lấy hai điểm đặc biệt đó là gì? Thầy cho x bằng 0. Cho x bằng 0. Thay vào thầy có kết quả bằng trừ 3. Thầy cho x là bằng gì? 3/2. Thay vào thì thầy được y là bằng 0. Bây giờ thầy tiến hành vẽ như sau. Tìm quan sát. Y, O, X. Kem dựng cho thầy tiệm cận ngang. Tiệm cận ngang. Trừ 2. Tiệm cận đứng x bằng 1. Đây là 1. Được chưa? Điểm đi qua là 0 trừ 3. X bằng 0, y trừ 3. Điểm này. Rồi. Điểm đi qua thứ hai là gì? X bằng 3/2. Y bằng 0. 3/2. À, y bằng 0. Các em chú ý là gì? Đồ thị của chúng ta gồm hai nhánh đối xứng nhau qua giao điểm hai điểm cận. Đây, giao điểm hai điểm cận đây. Được chưa? Bây giờ thầy vẽ đồ thị. Càng ra xa đồ thị càng bám sát hai tiệm cận nhưng không được cắt. Các em chú ý là càng ra xa càng bám sát nhưng không được cắt. Đó, thì có được. Nhánh thứ nhất. Nhánh số 2 các em quan sát này. Đấy. Thầy đã phác họa xong phần đồ thị. Được chưa? Và đây là đồ thị phác họa thôi. Các em có thể vẽ nó đẹp hơn. Sau khi đã phác họa được xong đồ thị thì các em nhận xét cho thầy ở đây. Là gì? Nhận xét. Đồ thị gồm hai nhánh đối xứng nhau qua giao điểm hai tiệm cận. Điểm hai tiệm cận. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất: khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Thầy cho mình cùng vào ý số 2, đó là gì? Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị C tại giao điểm của C với đường thẳng y bằng x trừ 3. Thế để làm được ý số 2, các em phải nhớ ngay đến gì? Phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Nó cho hàm số y bằng fx và một cái điểm m có tọa độ x0, y0. Được chưa? Thuộc đồ thị hàm số. Thì các em có ngay cái lý thuyết gì? Phương trình tiếp tuyến tại điểm m đó là y bằng f phẩy của x0 nhân với gì? X trừ x0 cộng với y0. Được chưa các em? Vậy là mục tiêu của thầy cho mình chỉ cần đi tìm x0, y0 là thầy có được phương trình tiếp tuyến. Để tìm x0, y0 thì các em dựa vào đề cho là gì? Giao điểm của đồ thị C với đường thẳng. Vậy là thầy đi tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng này với đồ thị C. Sẽ đi xét phương trình hoành độ giao điểm, giải tìm ra nghiệm, đó chính là giá trị y0. Và thầy tìm được ra y0, từ đó thầy viết phương trình tiếp tuyến. Đúng chưa các em? Bây giờ thầy có lời giải cụ thể như sau. Các em quan sát. Trước tiên thầy đi tìm x0, y0, tìm tọa độ giao điểm. Thầy có phương trình hoành độ
giao điểm của C với đường thẳng là trừ 2x cộng 3 chia cho x trừ 1 bằng bằng x trừ 3. Các em nhớ điều kiện là x phải gì? Khác 1. Quy đồng vào mẫu các em có trừ 2x cộng 3 bằng x trừ 3 nhân với x trừ 1. Nhân ra, tiến hành rút gọn, các em có được kết quả là gì? Trừ 2x cộng 3 bằng x bình phương trừ x trừ 3x cộng 3. Các em chỉ cần chuyển vế rút gọn thì các em có được là x bình phương trừ 2x bằng 0. Đến đây các em tìm được ra hai giá trị x, x bằng 0 và x bằng 2. Đây chính là giá trị x 0. Không. Đúng chưa các em? Và hai giá trị x này đều thỏa mãn là x khác 1. Từ đây thì suy được ra y. Các em thay x bằng 0 vào đường thẳng cũng được, vào hàm số cũng được, thì các em sẽ tìm được ra giá trị y. Thầy thay vào đường thẳng thì có kết quả là gì? Y bằng trừ 3 trừ 1. Vậy là thầy có được điểm A có tọa độ là gì? 0 trừ 3. Điểm B có tọa độ là gì? 2 trừ 1. Bây giờ thầy cho mình đi viết phương trình tiếp tuyến tại A và tại B. Thì có y phẩy bằng f phẩy x và bằng. Thầy cho mình đã đạo hàm ở ý thứ nhất rồi. Kết quả bằng trừ 1 chia cho x trừ 1 tất cả bình phương. Đúng chưa? Bây giờ thầy xét với điểm A có tọa độ là gì? 0 trừ 3. Thì suy được ra f phẩy của 0 là bằng f phẩy của 0, các em thay x bằng 0 vào f phẩy x thì các em có được kết quả là bằng trừ 1. Từ đây thì suy ra phương trình tiếp tuyến tại A. Phương trình tiếp tuyến tại A y bằng trừ 1 nhân với x trừ 0 trừ đi 3. Đúng chưa? Kết quả là gì? Bằng trừ x trừ 3. Vậy là thầy đã tìm được ra phương trình tiếp tuyến tại giao điểm A. Tiếp theo, thầy xét với điểm B có tọa độ là gì? 2 trừ 1. Thầy cũng suy ra f phẩy 2 bằng. Các em thay x bằng 2 vào thì các em tìm được ra kết quả cũng bằng trừ 1. Từ đây thì suy ra phương trình tiếp tuyến tại điểm B y bằng bao nhiêu? Trừ 1 nhân x trừ 2 trừ đi 1. Các em tiến hành rút gọn, các em có kết quả bằng gì? Trừ x cộng với 1. Đúng chưa? Như vậy là thầy có được hai tiếp tuyến y bằng trừ x trừ 3, y bằng trừ x cộng 1. Đến đây thì các em tự kết luận cho thầy. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Ý thứ nhất của câu số 2, giải phương trình logarit bình cơ số 2 của x cộng với 3 logarit cơ số 2 của 2x trừ đi 1 bằng 0. Đây là một phương trình logarit. Các em chỉ cần biến đổi về dạng là gì? A nhân logarit bình cơ số A của fx cộng với B nhân logarit cơ số A của fx cộng với C bằng 0. Và các em tiến hành đặt ẩn phụ T bằng logarit cơ số A của fx thì các em có được một phương trình bậc 2 ẩn T. Giải phương trình tìm T, từ đó suy được ra x. Bây giờ thầy cho mình cùng áp dụng cách giải này vào bài này như sau. Các em quan sát, đây là logarit bình cơ số 2 của x, còn đây là logarit cơ số 2 của 2x. Vậy là thầy sẽ sử dụng công thức logarit cơ số 2 của 2 nhân x thì bằng tổng 2 logarit, và thầy tách ra, rồi thầy tiến hành đặt ẩn phụ. Các em quan sát lời giải cụ thể như sau.
Trước khi biến đổi thì điều kiện x phải lớn hơn 0. Đây chính là điều kiện để logarit có nghĩa. Đúng chưa? Phương trình tương đương với logarit cơ số 2 của x này cộng với 3 nhân với mở ngoặc đơn logarit cơ số 2 của x cộng với logarit cơ số 2 của 2 trừ đi 1 bằng 0. Thế nhưng logarit cơ số 2 của 2 thì bằng 1. Vậy là thầy có được kết quả tương đương với logarit bình cơ số 2 của x giữ nguyên cộng 3 logarit cơ số 2 của x cộng với 1 trừ đi 1 bằng 0. Nhân ra rút gọn, kem có được logarit bình cơ số 2 của x cộng 3 logarit cơ số 2 của x cộng với 2 bằng 0. Đến đây thì kem tiến hành đặt ẩn phụ. Đặt t bằng logarit cơ số 2 của x. Phương trình tương đương với t bình phương cộng 3t cộng 2 bằng 0. Đây là một phương trình bậc 2 rất cơ bản. Kem tìm được ra hai nghiệm đó là gì? T bằng trừ 1 và T bằng trừ 2. Thì xét từng giá trị T1. Với T bằng trừ 1 thì suy ra logarit cơ số 2 của x bằng trừ 1. Điều này tương đương với gì? X bằng 2 mũ trừ 1 hay chính bằng 1 phần 2. Còn với T bằng trừ 2 thì suy ra logarit cơ số 2 của x bằng trừ 2. Điều này tương đương với x bằng 2 mũ trừ 2 và bằng 1 phần 4. X bằng 1 phần 2 và x bằng 1 phần 4 đều lớn hơn 0. Vậy là thỏa mãn. Đến đây các em kết luận cho thầy. Phương trình của chúng ta có hai nghiệm x bằng 1 phần 2 hoặc là x bằng 1 phần 4. Vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong ý thứ nhất của câu số 2, giải phương trình loga. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang ý số 2. Ý số 2 của câu 2: tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số fx bằng 1 phần 4 x bình trừ đi x trừ đi căn bậc 2 của 4x trừ đi x bình. Đây là bài toán tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của một hàm số. Vậy thì thầy cho mình gì? Có hai cách để làm. Cách thứ nhất, sử dụng bảng biến thiên. Cách số 2 là gì? Các em đi tính đạo hàm, giải đạo hàm bằng không tìm ra nghiệm, rồi tính gì? Giá trị tại các điểm đầu mút và tại các giá trị nghiệm của đạo hàm bằng không. Từ đó các em so sánh và suy ra giá trị lớn nhất, nhỏ nhất. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn các em cách giải số 2. Các em quan sát người giải như sau. Trước tiên thầy tìm tập xác định của hàm số D bằng. Các em đi giải cho thầy bất phương trình là gì? 4x trừ x bình lớn hơn hoặc bằng 0. Đây là một bất phương trình bậc 2, hệ số A bằng trừ 1. Đúng chưa? Trái dấu với dấu bất phương trình trong khoảng hai nghiệm. Các em có được hai nghiệm là 0 và 4. Vậy là thầy có D bằng 0 đến 4. Được chưa? Bước thứ hai là thầy đi tính đạo hàm. Thầy có f'x bằng 1 phần 4 thì giữ nguyên, x bình là bằng 2x trừ đi 1, làm x bằng 1 trừ đi. Các em chú ý căn bậc 2 của 4x trừ x bình, muốn đạo hàm được các em phải sử dụng đến công thức đạo hàm của hàm hợp. Căn bậc 2 của u mang đi đạo hàm thì bằng gì? U phẩy nghĩa là 4x trừ x bình tất phẩy chia cho 2 căn u bình. Bây giờ các em tiến hành rút gọn, các em có được kết quả như sau. 1 phần 2 x trừ đi 1 trừ đi tử là gì? 4 trừ 2 x tất cả chia cho 2 nhân với căn của 4x trừ đi x bình phương.
Đúng chưa? Các em quan sát này, với hai số hạng đầu tiên thì quy đồng, thầy đặt nhân tử chung là trừ 2. Các em nhớ là tử này, thầy đặt nhân tử chung là trừ 2. Thầy rút gọn với mẫu, thầy có được kết quả như sau. 3. 1 phần 2 nhân với gì? X trừ 2. Đúng chưa? Thầy đặt quy đồng. Rồi. Trừ đi. Trừ 2 nhân với x trừ 2. Tất cả chia cho 2 nhân với căn bậc 2 cũng 4x trừ x bình. Đến đây thì các em tiến hành rút gọn, các em có được kết quả là bằng bao nhiêu? 1 phần 2 nhân với x trừ 2 cộng với x trừ 2 chia cho căn bậc 2 của 4x trừ x bình phương. Và các em đặt được nhân tử chung là x trừ 2 ra ngoài. Trong vuông còn là 1 phần 2 cộng với 1 chia cho căn bậc 2 của 4x trừ x bình phương. Từ đây thì suy được ra f'x bằng 0 khi và chỉ khi. Các em chú ý cái biểu thức trong dấu móc vuông này luôn lớn hơn 0. Vậy chỉ còn là x trừ 2 bằng 0. Điều này tương đương với x bằng 2. X bằng 2 thuộc đoạn từ 0 đến 4. Bây giờ thầy chỉ cần mình chỉ cần gì? Đi tính giá trị f(x) tại các điểm đầu mút là 0, 4 và tại đặc điểm là 2 thì có. F của 0 thì bằng, thì thay x bằng 0 vào thì có được kết quả là bằng 0. F của 4 thì thay giá trị x bằng 4 vào biểu thức fx thì cũng tìm được ra kết quả bằng 0. F của 2 thì thay x bằng 2 vào thì tìm được ra kết quả bằng trừ 3. Từ đây thì thầy suy được ra min của fx với x thuộc từ 0 đến 4, được chưa, là bằng trừ 3 khi x bằng 2. Các em chú ý là cần phải chỉ ra điều kiện để đạt giá trị min đó, đúng không? X bằng 2 thì chúng ta có được là fx là bằng trừ 3. Mắc của fx với x thuộc đoạn từ 0 đến 4 là kết quả bằng 0. Không. Khi x bằng 0 hoặc là x bằng 4. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em ý tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Với bài này, các em chỉ cần chú ý là gì? Đạo hàm của hàm căn bậc 2 của U thì bằng U phải chia cho 2 căn U. Bây giờ, thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Thầy cho mình cùng vào câu số 3. Tính tích phân cận từ 0 đến 1 của 1 trừ đi x nhân a mũ x. Với tích phân này thì các em tách thành được thành hai tích phân, đúng chưa? Tích phân từ 0 đến 1 của 1, đúng chưa? Trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của x nhân với a mũ x. Tích phân số 1 thì các em tính rất đơn giản. Tích phân số 2 thì các em sử dụng phương pháp gì? Đúng rồi, các em sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hay gọi là tích phân thành phần. Vì là tích của hai hàm khác nhau, được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau. Thầy có y bằng tích phân từ 0 đến 1 của 1 trừ đi tích phân từ 0 đến 1 của x m x d x. Thì ký hiệu đây chính là y 1, đây chính là y 2. Thầy tính từng tích phân một. Nhất, y 1 bằng tích phân từ 0 đến 1 để kết quả bằng x 0, 1 và bằng 1. Đúng chưa? Tiếp theo thầy cho mình cùng tính y 2, tích phân từ 0 đến 1 của x nhân a mũ x dx. Với tích phân này thì sử dụng phương pháp tích phân từng phần vì là tích của hai hàm khác nhau. Vậy thầy đặt u bằng x, còn lại là dv, dv bằng a mũ x dx. Đặt xong rồi thì các em chú ý, các em cần phải tính gì? du bằng dx.
Từ đây kem suy ra V bằng nguyên hàm của E mũ X D X. Nguyên hàm của E mũ X thì bằng E mũ X, kem không cần cộng với C, được chưa? Và từ đây thì suy được ra Y2 bằng UV, nghĩa là X nhân E mũ X là 0, 1. Trừ đi tích phân cận từ 0 đến 1 của VDU là E mũ X DX, DU bằng DX. Đến đây thì kem tính thôi. Thay x bằng 1 vào và thay x bằng 0 vào, trừ nhau, kem có rồi nha. 1 nhân e mũ 1 này, trừ đi 0 nhân với e mũ 0 này, đúng chưa? Trừ đi e mũ x gạch 0, 1. Kết quả là bằng e này, trừ đi mà ngoặc đơn e mũ 1 trừ đi e mũ 0. E mũ 1 bằng e, kem phá ngoặc, kem rút gọn. Còn e mũ 0 thì bằng 1. Vậy kết quả là bằng 1. Như vậy là thầy đã tính được Y2 là bằng 1, Y1 cũng bằng 1. Từ đây thầy suy ra tích phân cần tìm của chúng ta bằng Y1 trừ Y2 bằng 1 trừ đi 1 và bằng 0. Vậy là câu tích phân này rất đơn giản. Các em chỉ cần gì? Tách thành hai tích phân và tính. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu số 4 của đề thi như sau. Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại A, SC bằng 2A căn 5. Hình chiếu vuông góc của điểm S trên mặt phẳng đáy ABC là trung điểm M của cạnh AB. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng ABC bằng 60 độ. Tính thể tích của khối chóp SABC theo A. Bây giờ thầy cho mình cùng phác họa hình vẽ. Kem vẽ đáy là một tam giác vuông cân tại A. A, B, C. Thầy ký hiệu. Đấy, hai cạnh bằng nhau. Được chưa? Theo giả thiết thì hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy là điểm M, trung điểm của AB. Thầy có điểm M ở đây. Từ M thầy dựng đường thẳng SM vuông góc. Sau đó thầy nối được cho các em. Rồi. Tiếp theo giả thiết cho gì? Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy bằng 60 độ. Vậy thì thầy cho mình phải đi dựng góc này. Các em quan sát. Thầy nhắc lại lý thuyết dựng góc giữa đường thẳng và mặt phẳng. Thầy cho mặt phẳng P đây. Một đường thẳng D. Để xác định được góc giữa đường thẳng D và mặt phẳng P thì làm như sau. Bước thứ nhất, các em xác định điểm chung của đường thẳng D và mặt phẳng P thì ví dụ là điểm A. Sau đó, các em xác định hình chiếu vuông góc của một điểm S bất kỳ nằm trên D lên mặt phẳng P thì ví dụ là điểm H. Nối hình chiếu và điểm chung thì thầy có góc này chính là góc giữa gì? Đường thẳng D và mặt phẳng P. Cần gì? Được chưa? Bây giờ thầy cho mình cùng áp dụng lý thuyết này vào bài này như sau. Đường thẳng D đóng vai trò là SC. Mặt phẳng P đóng vai trò là mặt phẳng ABC. SC và mặt phẳng ABC có điểm chung là điểm C. Được chưa? Hình chiếu vuông góc của điểm S lên mặt phẳng đáy là điểm M. Giả thiết đã cho. Nối hình chiếu với điểm chung thì thầy có góc này chính là góc tạo bởi giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Góc này bằng 60 độ. Để tính được thể tích thì thầy cho mình có hai nhiệm vụ phải làm. Đó là tính chiều cao và tính diện tích đáy.
Chiều cao chính là đường SM vì SM vuông góc với đáy. Phải chưa? À, vậy thì để tính được SM thì gắn vào tam giác vuông. Đã biết góc, kem quan sát này, cái tam giác mà thầy gạch đây. Được chưa? SC đề cho là 2A căn 5, góc này bằng 60 độ. Thầy dùng hàm sin là thầy tính được ngay giá SM và chính là chiều cao. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải như sau. Thầy có góc SCM là bằng 60 độ. Được chưa? Xét tam giác vuông. Tam giác vuông SMC. SMC vuông tại M. M vì SM vuông góc với đáy ABC. Thì đương nhiên vuông góc với CM. CM nằm trong đáy. Đúng chưa các em? Thầy dùng sin 60 độ thì bằng đối trên huyền SM chia cho SC. Từ đây thì suy ra SM bằng SC nhân sin 60 độ. Kết quả bằng 2A căn 5 nhân sin 60 độ bằng căn 3 trên 2. Vậy là thầy có được A căn 15. Đây chính là chiều cao của khối tròn. Vậy là thầy đã hoàn thành được xong ý thứ nhất. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành ý số 2 là gì? Tính diện tích đáy. Đáy của chúng ta là một tam giác vuông cân tại A. Vậy để tính được diện tích đáy thì thầy cho mình cần phải đi tính được một cạnh góc vuông. Đúng chưa? Thế đáy tam giác ABC này vuông cân, nếu bây giờ thầy có thêm một đường nữa biết độ dài vào là thầy tính được ngay. Thế các em quan sát là thầy sẽ đi tính CM. Sau khi tính được CM thì thầy sẽ tiến hành tính cạnh AC. Đấy, vậy thì có nhá. Có cốt của 60 độ vẫn tam giác này thì dùng cốt 60 độ. Cốt 60 độ thì bằng kề trên huyền CM chia cho CM SC. Từ đây thì suy ra CM thì bằng SC nhân cốt 60 độ. SC là bằng 2A căn 5, cốt 60 độ bằng 1/2. Kem thay vào thì kem có kết quả là bằng bao nhiêu? A căn 5. Đúng chưa? Rồi, thầy Đạt. AC là bằng x. Rồi chúng ta đi tìm x cho dễ. Từ đây thì suy được ra là gì? AB nó cũng bằng x vì tam giác ABC là một tam giác gì? À, vuông cân tại A. Đúng chưa? Rồi. Vậy thì thầy có được ngay này, các em quan sát này, thì xét tam giác vuông. Tam giác vuông ACM. Tam giác này là vuông tại A. Vuông tại A. Thì có được, có CM của chúng ta chính là cạnh huyền của tam giác vuông này. Vậy CM bình phương thì sẽ bằng AC bình phương cộng với AM bình phương. Kết quả là bằng bao nhiêu? X bình phương cộng với AM. Các em chú ý M là trung điểm của AB. AB bằng x, vậy thầy có là x trên 2 tất cả bình phương. Kết quả bằng bao nhiêu? À, kết quả của chúng ta là 5 x bình trên 4. Mà CM thì thầy tính ở bên trên rồi, đó là bằng A căn 5. Từ đây thầy suy ra giá trị x tương đương với A căn 5 tất cả bình bằng 5x bình trên 4. Và các em suy được là x bình thì bằng 4A bình phương. Và các em tìm được ra là gì? X bằng 2A. Vậy là vậy AB bằng AC và bằng 2A.
Từ đây thầy suy được ra diện tích của tam giác vuông cần ABC bằng 1/2 AB nhân AC, kết quả bằng 1/2 nhân 2A nhân 2A. Các em có được là 2A bình phương. Có được diện tích đáy, có được chiều cao là đường FM. Từ đây thì suy được ra thể tích SABC bằng 1/3 SM nhân với diện tích tam giác ABC. Kết quả bằng 1/3 nhân với A căn 15 nhân với 2A bình phương. Các em tiến hành rút gọn, các em có được là gì? 2A mũ 3 căn 15 trên cho 3, đơn vị thể tích. Như vậy là thầy đã tính xong thể tích của khối chóp SABC. Để làm được bài này, các em chú ý là gì? Cách xác định góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng đáy. Bây giờ thầy cho mình cùng chuyển sang câu tiếp theo. Câu số 5 của đề thi thuộc lĩnh vực hình học giải tích trong không gian. Trong không gian OXYZ cho điểm A có tọa độ 1 trừ 1 0 và mặt phẳng P có phương trình 2x trừ 2y cộng z trừ 1 bằng 0. Ý thứ nhất, viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A vuông góc với mặt phẳng P. Ý số 2, tìm điểm M thuộc mặt phẳng P sao cho AM vuông góc với OA và AM bằng 3 lần khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P. Với ý thứ nhất rất đơn giản, các em chỉ cần nhớ được để viết được một phương trình đường thẳng cần tìm hai yếu tố. Đó là gì? Tọa độ điểm đi qua và vectơ chỉ phương. Đường thẳng cần tìm của chúng ta đi qua điểm A, vậy là thầy đã có tọa độ điểm đi qua. Bây giờ thầy cho mình cần đi tìm vectơ chỉ phương. Do đường thẳng cần tìm vuông góc với mặt phẳng P nên thầy chọn vectơ chỉ phương của đường thẳng cần tìm chính bằng vectơ pháp tuyến của mặt phẳng P. Và từ đó thầy có được phương trình. Các em quan sát lời giải như sau. Để tiện thì thầy gọi đường thẳng cần tìm là D. Đường thẳng cần tìm là D. Thì có D đi qua điểm A. D đi qua điểm A có tọa độ 1 trừ 1 0. Rồi. D vuông góc với mặt phẳng P. Từ đây thì chọn UD bằng NP và bằng 2 trừ 2 1. Đúng chưa các em? Từ đây thì suy được ra phương trình tham số của đường thẳng D cần tìm. Đó là x bằng 1 cộng 2t, y bằng trừ 1 trừ 2t, z bằng gì? 0 cộng với 1t. Các em tiến hành rút gọn cho thầy thì các em có được đường thẳng cần tìm. Bây giờ thầy cho mình cùng quay lại để phân tích ý số 2. Các em quan sát. Ý số 2 của chúng ta là gì? Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng P. Để tìm tọa độ một điểm thuộc không gian, các em chú ý thầy là có hai dạng toán rất thường xuyên được ra. Đó là gì? Tìm điểm M thuộc đường thẳng delta cho trước. Thì các em chuyển đường thẳng delta về dạng tham số T. Từ đó các em suy được ra tọa độ điểm M theo tham số T. Các em đi lập phương trình ẩn T, giải phương trình tìm T, từ đó suy ra tọa độ điểm M. Dạng số 2 là gì? Tìm tọa độ điểm M thuộc một mặt phẳng hoặc thuộc một mặt cầu. Thì các em làm như sau. Các em gọi điểm M có tọa độ x0, y0, z0. Các em dựa vào điều kiện giả thiết lập ra 3 phương trình ẩn x0, y0, z0. Các em tiến hành giải hệ tìm ra x0, y0, z0, từ đó suy ra tọa độ điểm M. Bài này của chúng ta là tìm điểm M thuộc mặt phẳng P, vậy là thuộc dạng số 2. Bây giờ thầy cho mình cùng tiến hành giải. Thầy gọi điểm M có tọa độ x0, y0, z0. Thầy lý luận do điểm M thuộc mặt phẳng P nên thay tọa độ điểm M vào phương trình mặt phẳng P phải thỏa mãn. Thầy có 2x0
trừ 2y0 cộng z0 trừ 1 bằng 0. Và thầy ký hiệu đây là phương trình thứ nhất. Tiếp theo, thầy khai thác giả thiết AM vuông góc với OA. Mình có AM vuông góc với OA. Điều này thì suy ra là gì? Vector AM nhân vector OA là bằng 0. Đúng chưa? Thầy đi tính vector AM, tính vector OA. Có AM lấy tọa độ điểm cuối trừ tọa độ điểm đầu, nghĩa là lấy tọa độ điểm M trừ tọa độ điểm A, thầy có được kết quả x0 trừ 1, y0 cộng 1, thầy sẽ không. OA có tọa độ là gì? 1 trừ 1, 0. Từ đây thầy suy được ra 1 nhân x0 trừ 1 trừ đi 1 nhân với y0 cộng 1 cộng với 0 nhân z0 bằng 0. Các em tiến hành rút gọn, các em có được một phương trình ẩn x0, y0 ở đây. X0 trừ đi y0 này, đúng chưa? Trừ đi 2 bằng 0. Và thầy ký hiệu đây là phương trình số 2. Tiếp theo, thầy cho mình khai thác giả thiết đó là đoạn AM bằng 3 lần khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng B. Thầy có AM bằng căn bậc 2 của gì? X0 trừ 1 tất cả bình cộng với Y0 cộng 1 tất cả bình cộng với Z0 bình. Khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng P bằng, kem thay tọa độ điểm A vào vế trái của phương trình mặt phẳng P, lấy trị tuyệt đối chia cho độ dài của vector phát tuyến. Kem có được kết quả như sau: 2 nhân 1 trừ đi 2 nhân với trừ 1 cộng với 0 trừ đi 1 tất cả chia cho căn bậc 2 của gì? 2 bình phương cộng với trừ 2 bình phương cộng với 1 bình phương. Kem tính ra kết quả là bằng 1. Được chưa? Từ đây thầy suy được là phương trình đó là gì? Căn bậc 2 của x0 trừ 1 tất cả bình cộng với y0 cộng 1 tất cả bình cộng z0 bình là bằng 3 nhân 1. Đúng chưa? Tiến hành bình phương hai vế, các em có được phương trình x0 trừ 1 tất cả bình cộng với y0 cộng 1 cả bình cộng z0 bình bằng 9. Vậy là thầy có được phương trình số 3. Bước tiếp theo, thầy tiến hành giải phương trình thứ nhất và phương trình số 2. Thầy có giải 1 và 2. Thầy có được như sau: 2 nhân với x0 trừ y0 này cộng với z0 trừ đi 1 bằng 0. Thầy đã nhóm hai số hạng đầu tiên đặt nhân tử chung là 2. Đúng chưa? Phương trình số 2 của thầy là x0 trừ y0 là bằng 2. Bằng 2. Thì thế lên trên, các em nhìn này, thì thế lên trên. Thì thầy có được kết quả là gì? Tương đương với 2 nhân với 2 cộng với z0 trừ 1 bằng 0. Và thầy có được là gì? Y0 thì bằng x0 trừ 2. Đến đây các em tìm được ra. Z0 là bằng trừ 3. Thế còn Y0 là bằng x0 trừ 2. Thầy cho mình cùng thế vào phương trình số 3. Thầy có được kết quả như sau. Thế Z0 bằng trừ 3, Y0 bằng x0 trừ 2 vào phương trình 3. Thầy có được kết quả như sau. X0 trừ 1 tất cả bình phương cộng với x0 trừ đi 2 cộng với 1 cộng với trừ 3 tất cả bình bằng 9. Tiến hành rút gọn, kem có được là gì? 2 nhân x0 trừ 1 tất cả bình là bằng 0. Kem tìm được ra x0 bằng 1. X0 bằng 1 thay vào thì kem tìm được ra là gì? Y0 của chúng ta. Y0 của chúng ta là bằng gì? Trừ đi 1. Vậy điểm M cần tìm. Có tọa độ là 1
trừ 1 và trừ 3. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong câu số 5 của đề thi và cũng là câu cuối cùng trong đề thi. Như vậy là thầy đã hoàn thành cho các em xong đề thi tốt nghiệp năm 2014. Thầy hy vọng qua kỳ thi này các em rút ra được nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho một kỳ thi lớn sắp tới. Và thầy luôn đồng hành cùng các em với các khóa học tại website tuyển sinh247.com, đặc biệt là khóa học luyện đề và khóa học cấp tốc. Thầy chúc các em bình tĩnh, tự tin, ôn tập tốt để đạt được kết quả cao trong kỳ thi đại học sắp tới.